Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng quan trọng trong cuộc sống, sức mạnh của tư duy tích cực và kiên trì. Hãy cùng thư giãn, ngồi xuống và lắng nghe những chia sẻ sâu sắc, những câu chuyện đầy cảm hứng mà có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Một, điều gì tạo nên sự khác biệt? Bạn đã bao giờ tự hỏi, điều gì tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và những người khác? Có phải đó là tài năng thiên bẩm hay là sự may mắn mà họ có được trong cuộc sống? Tài năng, may mắn hay có thể là sự kết hợp của cả hai? Nhưng liệu đó có phải là tất cả hay là một điều gì đó sâu sắc hơn? Một yếu tố vô hình nhưng mạnh mẽ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta? Câu trả lời nằm ở chính suy nghĩ của mỗi chúng ta. Đó là sức mạnh của tư duy, của cách chúng ta nhìn nhận và phản ứng với thế giới xung quanh. Suy nghĩ của bạn giống như chiếc kính màu mà bạn dùng để nhìn thế giới. Nó có thể làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng và đầy hy vọng, hoặc ngược lại, làm cho mọi thứ trở nên u ám và khó khăn. Nó ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận, cách bạn hành động, và cuối cùng là kết quả bạn đạt được trong cuộc sống. Một tư duy tích cực có thể giúp bạn nhìn thấy cơ hội trong thách thức, và ngược lại, một tư duy tiêu cực có thể làm bạn bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Một suy nghĩ tích cực, kiên trì có thể trở thành động lực to lớn, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những điều phi thường. Hãy tưởng tượng bạn đang leo lên một ngọn núi cao. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Nhưng với một tư duy tích cực, bạn sẽ thấy mỗi bước đi là một cơ hội để tiến gần hơn đến đỉnh núi. Hãy cùng khám phá bí mật để khai phá sức mạnh của suy nghĩ tích cực và kiên trì, từ đó tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, như việc duy trì một thói quen lành mạnh hay việc đặt ra những mục tiêu cụ thể và kiên trì theo đuổi chúng. Mỗi ngày, hãy dành thời gian để suy ngẫm và điều chỉnh tư duy của mình, để nó trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp bạn đạt được những điều mà bạn mong muốn. Hãy đọc những cuốn sách truyền cảm hứng, tham gia các buổi hội thảo động lực và thực hành những phương pháp giúp bạn duy trì một tư duy tích cực. Hãy nhớ rằng, tư duy của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bạn, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Một tư duy tích cực có thể lan tỏa và tạo nên một môi trường sống và làm việc tích cực, giúp mọi người cùng nhau phát triển và đạt được những thành công lớn hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sức mạnh của tư duy không chỉ nằm ở việc bạn nghĩ gì, mà còn ở cách bạn hành động dựa trên những suy nghĩ đó. Hãy biến những suy nghĩ tích cực thành hành động cụ thể, và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi một cách kỳ diệu. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của tư duy, và bạn sẽ thấy rằng không có gì là không thể. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay và khám phá sức mạnh vô hạn của tư duy tích cực. Hãy để nó dẫn dắt bạn đến những thành công và hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được. Hãy tin tưởng vào bản thân và bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều có thể. 2. Vượt qua khó khăn và xây dựng thói quen tích cực. Suy nghĩ tích cực không có nghĩa là lờ đi những khó khăn hay thử thách trong cuộc sống. Thay vào đó, nó là cách bạn chọn để nhìn nhận và phản ứng với chúng. Đó là việc tin tưởng vào bản thân, vào khả năng của mình để vượt qua nghịch cảnh và đạt được mục tiêu. Kiên trì là khả năng đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, là sự quyết tâm không từ bỏ ước mơ dù gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nó là ngọn lửa giữ cho bạn tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi con đường phía trước đầy chông gai. Trên hành trình vun đắp suy nghĩ tích cực và kiên trì, bạn sẽ gặp phải những trở ngại. Đó có thể là những suy nghĩ tiêu cực len lỏi trong tâm trí, là nỗi sợ hãi thất bại, hay là sự thiếu tự tin vào bản thân. Môi trường xung quanh cũng có thể tác động đến suy nghĩ của bạn. Những lời chỉ trích, sự cạnh tranh, hay những thông tin tiêu cực từ xã hội có thể khiến bạn dễ dàng rơi vào vòng xoáy của sự bi quan và tuyệt vọng. Lòng biết ơn là một trong những cách hiệu quả nhất để vun đắp suy nghĩ tích cực. Khi bạn tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn. Hãy thử bắt đầu mỗi ngày bằng cách viết ra 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Đó có thể là những điều nhỏ bé như một tách cà phê ấm áp vào buổi sáng, nụ cười của người thân, hay đơn giản là việc bạn được thức dậy và hít thở không khí trong lành. Khẳng định hiện thực hóa giấc mơ bằng lời nói. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe về sức mạnh của lời nói và cách chúng có thể ảnh hưởng đến thực tế của chúng ta. Nhưng bạn có biết rằng việc khẳng định những điều tích cực có thể thực sự biến ước mơ của bạn thành hiện thực không?
Lời khẳng định tích cực là những câu nói ngắn gọn, thể hiện những điều bạn mong muốn đạt được hoặc trở thành. Chúng không chỉ là những từ ngữ vô nghĩa, mà là những công cụ mạnh mẽ giúp bạn định hình tư duy và hành động của mình. Khi bạn lặp lại những lời khẳng định này, bạn đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến tiềm thức của mình rằng bạn có thể và sẽ đạt được những điều đó. Lặp đi lặp lại những câu nói này mỗi ngày sẽ giúp bạn thay đổi tiềm thức, từ đó thu hút những điều tích cực vào cuộc sống. Hãy tưởng tượng bạn đang gieo những hạt giống của sự tự tin, thành công và hạnh phúc vào tâm trí của mình. Mỗi lần bạn lặp lại một lời khẳng định, bạn đang tưới nước và chăm sóc cho những hạt giống đó, giúp chúng phát triển và nở rộ. Hãy chọn những câu khẳng định phù hợp với mục tiêu của bạn và lặp lại chúng với niềm tin mãnh liệt. Điều quan trọng là bạn phải thực sự tin vào những gì mình đang nói. Nếu bạn chỉ lặp lại những lời khẳng định mà không có niềm tin, chúng sẽ không có tác dụng. Hãy cảm nhận từng từ ngữ, từng câu nói và để chúng thấm sâu vào tâm trí của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn tự tin hơn, hãy nói với chính mình, mình là người tự tin, mạnh mẽ và có khả năng đạt được mọi điều mình mong muốn. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước gương, nhìn thẳng vào mắt mình và nói những lời này với sự quyết tâm và niềm tin. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trí và cơ thể của mình. Hãy nhớ rằng, việc khẳng định không chỉ là việc nói ra những từ ngữ, mà còn là việc sống và hành động theo những gì bạn đã khẳng định. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và biến những giấc mơ của bạn thành hiện thực. 3. Hình dung và hành động. Hình dung tương lai trong tâm trí. Hình dung là kỹ thuật tưởng tượng những điều bạn mong muốn đạt được trong tương lai như thể chúng đang xảy ra. Bằng cách tạo ra những hình ảnh sống động, chi tiết trong tâm trí, bạn sẽ củng cố niềm tin và động lực để biến ước mơ thành hiện thực. Hãy dành vài phút mỗi ngày để hình dung bạn đang sống trong cuộc sống lý tưởng của mình. Hãy cảm nhận niềm vui, sự mãn nguyện khi bạn đạt được những mục tiêu đã đề ra. Sức mạnh của tư duy tích cực trong hành động. Câu chuyện về Nick Vujicic, chàng trai người Úc sinh ra đã không có cả tứ chi, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của suy nghĩ tích cực. Nick Vujicic không chỉ là một cái tên, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và lòng dũng cảm. Sinh ra với hội chứng Tetra Amelia, một tình trạng hiếm gặp khiến anh không có tay và chân, Nick đã phải đối mặt với những thách thức mà hầu hết chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, Nick chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh đã học cách sử dụng những gì mình có để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc học cách viết bằng miệng, đến việc bơi lội và thậm chí là chơi golf, Nick đã chứng minh rằng không có gì là không thể nếu bạn có đủ quyết tâm và lòng tin vào bản thân. Anh luôn tin tưởng vào bản thân, vào khả năng của mình để sống một cuộc sống ý nghĩa và truyền cảm hứng cho người khác. Nick đã biến những khó khăn của mình thành cơ hội để giúp đỡ người khác. Anh đã đi khắp thế giới, chia sẻ câu chuyện của mình và khuyến khích mọi người không bao giờ từ bỏ, bất kể hoàn cảnh của họ có khó khăn đến đâu. Ngày nay, Nick là một diễn giả nổi tiếng thế giới, một nhà văn, một người chồng và là một người cha. Anh đã viết nhiều cuốn sách bán chạy, trong đó có Life Without Limits và Unstoppable, chia sẻ những bài học quý giá về cuộc sống và cách vượt qua khó khăn. Nick cũng là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Life Without Limits, nơi anh tiếp tục công việc truyền cảm hứng và hỗ trợ những người khuyết tật trên toàn thế giới. Câu chuyện của anh đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên khắp thế giới, truyền tải thông điệp về hy vọng, nghị lực và sức mạnh phi thường của con người. Nick Vujicic không chỉ là một minh chứng sống cho sức mạnh của tư duy tích cực, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho tất cả chúng ta. Anh đã dạy chúng ta rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa nếu chúng ta giữ vững niềm tin và không bao giờ từ bỏ. 5. Rèn luyện sự kiên cường và vượt qua thất bại. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ có những lúc bạn gặp phải thất bại, khó khăn hay mất mát. Điều quan trọng là bạn phải học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, rút kinh nghiệm từ sai lầm và tiếp tục tiến về phía trước. Hãy nhớ rằng, thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một phần không thể thiếu trên con đường dẫn đến thành công. Hãy nhìn nhận thất bại như một cơ hội để học hỏi, để trưởng thành và để trở nên mạnh mẽ hơn. Hiệu ứng lan tỏa tư duy tích cực và ảnh hưởng của nó đến mọi người. Khi bạn tỏa ra năng lượng tích cực, bạn cũng sẽ truyền cảm hứng và động lực cho những người xung quanh. Nụ cười của bạn có thể làm bừng sáng ngày của ai đó. Lời động viên của bạn có thể giúp họ vượt qua khó khăn. Hãy lan tỏa sự tích cực đến với mọi người xung quanh bạn.
hãy là nguồn năng lượng tích cực, là động lực giúp mọi người cùng nhau vươn lên và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. 6. Trân trọng hành trình. Vun đắp suy nghĩ tích cực và kiên trì là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy nản lòng, muốn từ bỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi nỗ lực của bạn đều xứng đáng. Hãy kiên nhẫn với bản thân, hãy ăn mừng những thành công nhỏ bé trên con đường bạn đi. Và hãy tin tưởng rằng, bạn có sức mạnh để tạo nên cuộc sống mà bạn mong muốn. Tư duy của bạn chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến thành công và hạnh phúc. Hãy chọn suy nghĩ tích cực, hãy kiên trì theo đuổi ước mơ, và bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều tuyệt vời mà mình có thể đạt được. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn, những trải nghiệm của bạn trên hành trình vun đắp suy nghĩ tích cực và kiên trì. Hãy cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực đến với cộng đồng. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa khác từ kênh 1% mỗi ngày.